Đồ Gỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 7 năm 2017. Thành Luân xin kính chúc toàn thể khách hàng gần xa có một tháng mới trọn vẹn, niềm vui và hạnh phúc, và luôn luôn gặt hái được nhiều thành công trong công việc của cuộc sống và cuộc sống. Hôm nay chúng tôi trân trọng giới thiệu quý vị bức tranh Vinh Quy Bái Tổ bằng gỗ hương đỏ của Lào, hàng đặc sắc. Và bức tranh này có kích thước 2m17, rộng 1m07. Bức tranh này đã có chủ nhân, đó chính là anh Dương, anh ở Long Biên, Hà Nội. Bức tranh này là liền tấm, một tấm gỗ, hàng liền tấm, hàng đặc sắc được Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi hoàn thiện xong phần mộc, và chúng tôi quay cái video clip để giới thiệu với anh Dương ở Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội thấy được. Và cách đấy ít hôm thì Thành Luân cũng đã bàn giao một số bức tranh Vinh Quy Bái Tổ và bức tranh Đục Hoa Cảnh cho anh Phi ở Thạch Bàn, Long Biên. Ngày hôm nay tiếp tục chúng tôi xong bức tranh Vinh Quy Bái Tổ này của anh Dương ở Long Biên. Chúng ta cùng đi vào đường nét chi tiết của bức tranh này. Và theo yêu cầu của anh thì anh Dương làm theo yêu cầu, thì chúng tôi là làm theo đúng yêu cầu của anh. Đây, quý vị cùng đi vào đường nét chi tiết. Thực ra bức tranh này anh Dương cũng là một người rất thích chơi đồ gỗ. Anh đã sưu tầm được một miếng gỗ này rất chi là rộng và to, và anh đã mang gỗ đến để chúng tôi là trực tiếp thi công và sản xuất cho anh là bức tranh này. Và đây là bức tranh gỗ hương đỏ của Lào. Gỗ hương này là do anh Dương có, đấy, của gia đình. Anh Dương đã mang cái bức mang gỗ đến để Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi là hoàn thiện thi công. Chúng ta cùng đi vào đường nét chi tiết. Đây, bức tranh Vinh Quy Bái Tổ này được đục chạm theo lối 3D, tinh xảo và sắc nét. Tranh này Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi là làm theo cái lối làm của nghệ nhân, cho giống cái lối làm của anh, bức tranh của anh Phi ở Thạch Bàn, Long Biên. Đợt vừa rồi chúng tôi vừa bàn giao, rất chi là đẹp và đặc sắc. Khách nào có nhu cầu muốn sở hữu các cái bức tranh này có thể liên hệ trực tiếp với Thành Luân chúng tôi theo hai số điện thoại là 0967110389 hoặc 0972770888. Và bức tranh này là Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi sau này sẽ hoàn thiện cho anh một cái phương thức hoàn thiện theo đúng lối cổ truyền. Đó, rất đẹp. Và sắp tới đây thì chúng tôi cho ra mắt cái mẫu Vinh Quy như này bằng gỗ hương đá của Nam Phi. Rất nhiều các bức tranh này và kích thước nó rất lớn. Khách nào có nhu cầu sở hữu thì có thể liên hệ ngay với Thành Luân chúng tôi theo hai số này để đặt hàng. Và chúng tôi xin nhắc lại, chúng tôi đang thi công một số lượng lớn những bức tranh Vinh Quy Bái Tổ bằng gỗ hương đá của Nam Phi, hàng rất chi là đỉnh cao và dày, dài, rộng và đục sắc sẽ nét và tinh xảo. Với giá tiền hợp lý, chúng tôi sẽ cho ra mắt với quý vị vào trong tháng sau. Và trong cái clip này chúng tôi chỉ giới thiệu sơ qua thôi. Quý khách nào có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp với Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi. Và bức tranh này đã có chủ nhân, đó là anh Dương, anh ở Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội. Đây, nó rất đẹp. Cái tích Vinh Quy Bái Tổ này là mang lại cái ý nghĩa rất lớn lao, là răn đe cho chúng ta, con người chúng ta là uống nước nhớ nguồn. Khi chúng ta thành đạt thì nên nhớ về cội nguồn và quê hương, nơi chôn rau cắt rốn. Nó rất chi là ý nghĩa. Luôn cho ra các sản phẩm đặc sắc và đỉnh cao. Đó, những cái sản phẩm mẫu mã luôn luôn mới và mang lại cái tính chất thẩm mỹ và thẩm và độc quyền. Thành Luân xin trân trọng cảm ơn quý khách. Xin chào hẹn lại quý khách trong những video clip sau. Và đây là bức tranh của anh Dương ở Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội. Xin chào hẹn gặp lại.